mọi người, mình là Tuzi đây và chào mọi người đến kênh Tuzi Movie Game. Hôm nay Tuzi cho chọn con sâu nha. Game con sâu là Tuzi thấy là rất là nổi tiếng, có thời gian nó siêu nổi luôn. Ở đâu cũng thấy có người chơi hết trơn á. Mà Tuzi không biết chơi cái game này các bạn ơi. Nó cứ lạ lạ. Tuzi không hiểu cách gọi là nó hoạt động làm sao hết. Chưa mặc dù chơi mấy lần rồi. Nhưng mà nói chung là có một số bạn của em cầu Tuzi chơi game này thử coi, nên là Tuzi hôm nay Tuzi sẽ chơi thử xem. Và bây giờ chúng ta cùng chơi nè. Thì cái game này Tuzi mặc dù chơi rất là nhiều lần rồi mà lần nào cũng chết mà không hiểu lý do tại sao chết. Không biết là đung đậu hay đông đuôi mà chết nữa à. Nhưng mà này thấy nhiều bạn chơi cái này quá, cho nên là phải chơi thử để bắt trend chứ. Mà mình sẽ chơi, nhưng mà tôi thấy không chơi chế độ online các bạn ha. Tại chế độ online kiểu như là nó hơi chậm, với lại là nó nhiều quảng cáo quá. Thì tôi sẽ chơi chế độ với lại chơi với máy. Đấu với máy các bạn, cho nó đỡ quảng cáo. Mở vô chết ngắt. Đó, ý là đụng cái thân là chết luôn các bạn. Đụng cái thân là chết đúng không? Để biết đường mà mò. Mời vô. Đó, bởi vậy chơi tôi chơi đi gà lập. 41 được, mới 41 độ dài rồi. Khi mà một con chết là mấy con kia nó bu bu lại. Xém thì nó đau đầu được rồi. Xém thì nó đau đầu được rồi. Con nào cũng hạn chế đau đầu lắm. Đau đầu là chết mà. Tâm chúng mình là con chết luôn. Đau đầu là con chết ác nữa. Ôi ôi. Á, con quỷ đó. Trời ơi. Đồ mình làm mình nói hưởng chịu nổi luôn. Đồ mình ăn mình làm mà nó hưởng. Đồ của mình mà nó hưởng. À tức là mình làm cho mấy con khác tông trúng cái người của mình cũng được luôn. Đại đại là cho nó tông trúng đầu của mình là được rồi. Mấy con sâu càng dài nó sẽ càng nguy hiểm. Chúng ta có thể cuộn quanh bản thân của mình ha, mà từng tông trúng con khác. Ăn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đại bàn rồi, bự rồi. Hí hí. Hí hí. Tiếm sến. Tuzi đang làm tiếm sến. Rồi, điều khiển cũng hơi khó nha. Khó nha mà con. Để tâm trúng cái body của mấy con quế này. Nó điên lắm rồi. Nó điên lắm rồi. Rắn. Trời, chưa được top nữa hả? Top khó khăn chứ. Mà top tới mấy ngàn lần chắc mình không có cửa rồi. Wow, trời, con quế kia nó lại nó ăn như một vị thần, tôi bắt mà nó ăn như vậy đó. Tôi bắt của tôi mà nó ăn như vậy đó. Lại mấy con kìa, tôi đợi bóc hốt thôi hả? Trời ơi, nó đợi tôi nó bóc hốt thôi đó. Này chắc dài à, nãy giờ tôi thấy tôi đi cũng dài lắm à. Thì bản thân mình nãy giờ cũng hơi bị dài. Tao phải tránh ra nơi thị phi này ra. Nhiều con quá. Tôi thấy con trong trong á, cái da trong trong á nhìn đẹp ghê. Cái da có màu này nhìn không đẹp lắm. Con sâu nào đó. Đám sâu này. Rồi. Ăn nhiều vào. Lại đây, tụi bay lại đây. Bây giờ tao bắt đầu đại bàng rồi, tụi bay lại đây.
tôi hiểu rồi, mấy con nó ăn ăn cũng nhiều nhiều cỡ tu di cho nên mới được cỡ đó, tầm đó. Không dễ đâu ha. Tụi đó biết cua lẹ lắm, cua gấp lắm. Cua gấp lắm rồi chết hả cưng? Cua gấp cho cố vô. Tức là nó muốn giết tui gì chứ không phải gì đâu. Nó muốn quất tui gì đó. Mà về sao tự nhiên tâm tự đông, tự tông bản thân mình luôn. Mấy bạn này hơi dài nè. Mấy bạn này là hơi vui nè. Mấy bạn này cũng vui lắm nè. Nó cũng tròn lại. Tại vì tôi đi bự quá các bạn. Ấy trời. Trời chết lãng xẹt. 3.640. Cũng lớn đó chứ, cũng giỏi đó chứ. Vậy lại. Không, quên đổi lại cái skin đi. Đổi cái skin lại. Có skin nào đẹp đẹp không? Có skin Việt Nam không? Không có. Họ lấy con này đi, dễ thương nè. Này là con option, là con gì quá mất tiêu rồi. Trời ơi, má ơi, nó cướp kìa. Quân cướp cạn. Quân cướp cạn. Khi mà chúng ta lớn lên á, những cái khác nhỏ bé lắm các bạn. Mấy thằng khác nó sẽ rất nhỏ bé. Tăng tốc lên để quất tụi nó. Tăng tốc lên. Tâm chúng em đi. Anh nào, anh chị nào, tâm chúng mình nào. Ui, xem chết. Xem chết. Cái đầu là phần quan trọng, không được tông những cái khác. Nhanh quá bị hại. Nhanh quá bị hại. Chơi quanh nó tự mình chết luôn. Của tao, tụi mày ăn cái gì mà ăn. Trời ơi, vừa mới xong là nó sắp sáp vô rồi. Đổi con khác. Ồ, con trong suốt nè. Con này kinh khủng. Nhìn nó dễ thương. Te hột me. Không, cái này do người chơi dở thôi chứ nó vẫn con te. Tính đổ thừa là tại vì trong suốt cho nên là dễ xong. Gì, đứng đâu tính nhào vô làm gì. À, mấy đứa kia vô bóp hốt hay gì. Trời ơi, toàn thứ đồ ta làm lại hưởng không à. Thằng nào đây à, nãy giờ thấy thằng này nó cũng đâm mình hơi nhiều quá. Đây vậy? Mình tự lại để cho nó giết mình. Wow. Phải gài hàng mấy đứa mới được. Phải gài hàng vài đứa. Mấy con nhỏ mới dễ thì gài hàng, mấy con lớn không dễ đâu.
thụ hưởng luôn. Trời ơi, lại đây coi mấy đứa. Đây nè mấy đứa. Cao quá. Cao quá. Phút này hơi dây. Nó xoắn liên tục. Ông kia xoắn liên tục. Tới khúc này gài tụi nó hơi khó. Tự mình gài mình luôn. Rồi thì là một cái game với thời gian. Ok. Bạn nào có thời gian thì bạn tiếp tục chơi tiếp. Đây là game này quá nổi tiếng nên tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa ha. Và bạn nào có gọi là yêu cầu bạn game gì nữa thì các bạn comment phía dưới tôi đi thấy nha. Và mong là các bạn thích video này. Tạm biệt.